Quảng Ninh đặc sản là gì các bạn có biết không ạ? Comment giúp tôi. Đặc sản của Quảng Ninh là gì ạ? Đúng vậy, Quảng Ninh đặc sản là than, đúng không ạ? Thế thì khi mà cuộc sống của gia đình của tôi ngày xưa rất là khốn khó thì bố tôi là một người rất là thông minh và ông đã bứt phá là ông kinh doanh than. Thế thì khi nhà tôi kinh doanh than ấy thì nhà tôi trở nên rất là giàu có. Tôi vẫn nhớ rằng là ở trên cái bục của nhà tôi ấy thì có cái chỗ mà đựng tiền, thì có những lần mà mẹ tôi lấy tiền ở dưới ở trên cái bục đó xuống thì còn có những cái đồng tiền nó bị rỗ rỗ rỗ, tức là rất nhiều tiền nên là mẹ tôi để trên đó nên nó được bị mục. Nhưng rồi vì rất nhiều lý do, vì rất nhiều chuyện, chính vì vậy mà nhà tôi rơi vào một cảnh nợ nần chồng chất và cuối cùng là nhà tôi vỡ nợ. Không biết trong đây có ai là họ hàng của tôi hay không, không biết có ai là hàng xóm của tôi hay không, làng quê của tôi hay không, thì chắc chắn là sẽ nhận ra điều đó. Và nhà tôi khổ một cách cùng cực, nhà tôi khổ một cách kinh khủng luôn. Vậy thì nhưng mà cuối cùng là bố mẹ tôi luôn luôn đặt cho ba chị em tôi một mục tiêu, đó là gì? Các con nhất định phải học đại học. Ngày nào, hầu như ngày nào trong bữa cơm, bố mẹ tôi cũng gieo rắc vào đầu của chúng tôi là các con nhất định phải học đại học. Và nhờ cái mục tiêu đó là cho dù khốn khó như thế nào ấy thì ba chị em tôi đều nghĩ rằng là nhất định mình phải học đại học. Cả nhà có biết rằng là bố mẹ tôi đã làm như thế nào để có thể nuôi ba chị em tôi ăn học đại học trong khi ông bà vỡ nợ rất khủng khiếp. Nhà tôi phải đong gạo từng bữa. Các bạn ạ, đong gạo từng bữa, từng cân một ấy, nhà có 5 người mà phải đong gạo từng cân một. Và các bạn có biết rằng là cái công việc mà bố mẹ tôi có thể làm để kiếm tiền nuôi ba chị em ăn học ấy, nó rất là vất vả. Cả nhà có biết than tổ ong không? Cả nhà biết than tổ ong đúng không? Bây giờ than tổ ong đóng bằng máy, ngày xưa than tổ ong đóng bằng tay. Đóng bằng tay tức là có một cái khuôn than nó rất là nặng, sau đó là mình nặn một cái viên than nó nhỏ 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 như thế này, mình rút nhấc cái khuôn than lên, cho cái viên than nó vào, phải dùng lực để ấn nó xuống, sau đó đập đập đập, sau đó là mang đi phơi. Thế thì những cái ngày mà trời nắng ấy, những cái ngày trời nắng thì không sao, đúng không ạ? Thì rất là dễ dàng. Nhưng mà những cái ngày mà mưa phùn gió bấc, những cái ngày mưa phùn ấy thì phơi nó rất là khổ cả nhà. Thì nhà tôi phải làm như thế nào? Bố tôi đi vào rừng chặt củi, sau đó là chất một cái đống rất là to, sau đó là xếp than xung quanh để hong cho nó khô. Khô xong rồi thì lại chở đằng kia và hong đằng đó tiếp. Thế khi mà khô xong rồi ấy, thì mẹ tôi sẽ là người chở than đến từng nhà để bán. Nếu như người nào mà mua ít khoảng 50 viên ấy, thì là sẽ dùng cái xe thồ có cái hộp ở đằng sau và dùng cái xe đạp để chở đi đến nhà người ta. Và đến bây giờ ấy, thì tôi vẫn nhớ như in cái dáng mẹ tôi gầy gò ốm yếu, dắt cái xe đạp và đằng sau là một cái thùng than rất là to, và bà phải dùng hết sức để đi lên con đường lớn bởi vì nhà tôi ở dưới dốc. Và cái hình ảnh đó của mẹ tôi luôn luôn ám ảnh tôi đến bây giờ. Và mẹ tôi còn làm rất là nhiều việc nữa, vô cùng nhiều việc. Nhà tôi gần Đại học Công nghiệp Quảng Ninh thì bây giờ thì sẵn máy nóng lạnh rồi là dịch vụ giặt là hơi, nhưng mà cái thời ngày xưa thì không có. Thế thì để nuôi anh chị em tôi ăn học ấy thì mẹ tôi đã phải làm một công việc rất là nặng nhọc. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà tôi đi về thăm nhà khi mà tôi đi học đại học rồi ấy, tôi đi về thăm nhà thì tôi về đến đầu cổng ấy, tôi về đến đầu cổng thì tôi mới gọi là mẹ ơi, bởi vì rất lâu rồi mình không về thăm nhà và cũng không có tiền về thăm nhà đâu cả nhà, thì là phải 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 lâu lắm mới về. Sau đó thì là mẹ tôi mới từ dưới giếng, ở dưới giếng bà mới lại nghe thấy tiếng tôi gọi thì bà mới đứng bật dậy.
Và lúc đó thì tôi chạy đến gần cái chỗ giếng đó rồi. Thế thì tôi nhìn thấy cái điều gì? Đó là mẹ tôi nhấc hai cái bàn tay của mình ra khỏi một cái chậu quần áo rất rất là to. Mà ngày đó là mùa đông rất lạnh, thì tay của mẹ tôi đỏ au và nó còn rỉ máu nữa. Lúc đó thì là tôi không biết rằng là tại sao mẹ có thể giặt một cái chậu quần áo to như thế này mà nhìn quần áo rất là lạ. Thì mẹ tôi nói như thế này này, đó là đây là mẹ giặt quần áo thuê. Mỗi một chậu như thế này, một chậu rất là to, mỗi một chậu như thế này thì công của mẹ được 16.000. 16.000. Lúc đó thực ra trong đầu của tôi lúc đó ấy, nó cảm xúc vô cùng là xúc động. Và tôi phải quay mặt đi. Tôi quay mặt đi. Và trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng là nhất định mình phải thành công. Nhất định mình phải thành công. Và khi tôi có tiền thì cái vật đầu tiên tôi mua cho mẹ tôi đấy là chiếc máy giặt. Nhất định là như vậy. Và mẹ tôi còn làm rất rất nhiều việc nặng nhọc khác. Mẹ tôi đi nấu cơm thuê, rồi mẹ tôi đi bán bánh rán, rất rất nhiều việc. Thế thì còn bố tôi làm gì? Cả nhà có biết công nông không ạ? Cả nhà có biết công nông không? Ngày xưa thì công nông không bị cấm, còn bây giờ công nông cấm rồi. Thì bố tôi phải vay mượn rất nhiều, thì bố tôi mới mua được một chiếc công nông. Thế thì ở Quảng Ninh ấy, họ khai thác than, cái vỉa than họ khai thác Lộ Thiên ấy, họ giật mình. Thì những cái viên đá bắn ra rất là to, đôi khi to bằng cả một cái bảng lớn, một cái bàn lớn. Thế thì bố tôi phải làm như thế nào? Ông dùng một cái búa tạ rất là to, sau đó là ông đập, dùng sức đập từng cái viên đá to như cái bàn ấy để thành ra những cái viên đá nhỏ thôi. Để làm gì? Sau đó là ông sẽ vác lên cái thùng công nông, rồi ông chở đến các công trường xây dựng ông bán. Công việc rất là nặng nhọc, đến nỗi mà mỗi một lần mà bố tôi ngồi hoặc nằm ấy, mà bố tôi chỉ cần co lên thôi là toàn bộ cơ thể của ông bị co rút, bởi vì ông luôn luôn bị căng cơ như vậy đó. Và rất nhiều công việc nặng nhọc khác nữa, nhưng mà bố mẹ tôi không bao giờ thấy mệt nhọc cả, không bao giờ thấy mệt nhọc. Lúc nào ông bà cũng làm việc rất là hạnh phúc, rất là vui. Và tôi, ba chị em tôi thì luôn luôn được gieo rắc vào đầu đó là gì? Phải học đại học, phải học đại học, phải học đại học. Thế các bạn có biết rằng là các bạn có biết rằng là hàng xóm của tôi, họ hay là những người họ hàng của tôi, hoặc là những người mà ở trong làng ấy, họ hỏi gì không ạ? Họ không hỏi rằng là Trang đang học lớp mấy, Nhung là em gái tôi đang học lớp mấy, mà họ hỏi rằng là Trang Nhung đã lấy chồng chưa? Tức là ngày đấy ở quê thì cái việc học đại học ấy nó cũng rất là xa hoa, và đặc biệt là với cái nhà tôi là nghèo nhất làng, và bố mẹ tôi còn vỡ nợ khủng khiếp như thế. Thế rồi vì mục tiêu bố mẹ tôi đã thiết lập cho chúng tôi, chính vì vậy mà chúng tôi chỉ có học thôi, chỉ có học học và học. Rồi cuối cùng, chúng tôi, ba chị em chúng tôi đều học đại học, và chúng tôi còn học cao hơn nữa. Thế thì tôi quay trở lại, tôi hỏi mẹ tôi rằng là tại sao ngày đó bố mẹ có thể làm những việc vĩ đại như vậy? Bố mẹ tôi ngày đó giống như người lao lực cái cả nhà, rất gầy gò, mẹ tôi còn 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 bị suy tim nữa cơ, nhưng ông bà vẫn hành động, bởi vì ông bà lúc đó ông là bà mới nói rằng là bởi vì khi lấy nhau bố mẹ đã có một mục tiêu, đó là con cái mình sau này nhất định phải thoát ly. Ngày xưa có cái từ thoát ly cả nhà. Thoát ly đó, chính là sức mạnh của mục tiêu. Cho dù nhà tôi vỡ nợ, cho dù bố mẹ tôi rất là vất vả, khổ cực, nhưng mà vì mục tiêu ông bà đã xác lập, chính vì vậy mà nó tạo thành sức mạnh để cho ông bà có thể làm những việc rất vĩ đại trong cuộc đời này. Có thể với những với các bạn khác, nuôi con ăn học đại học hoặc là cho con đi thoát ly, nó là một cái điều rất bình thường. Nhưng ở trong hoàn cảnh nhà tôi thì đấy là một điều tôi cho rằng là rất vĩ đại. Và cái việc vĩ đại đó bố mẹ tôi làm được do có mục tiêu. Cả nhà có mục tiêu. Nhờ có mục tiêu xác lập ngay từ thời mà ông bà lấy nhau. Chính vì vậy mà ông bà đã từ một người nông dân bình thường đã trở thành những người mà tôi cho đó là rất đặc biệt. Đúng không ạ? Vậy thì qua cái câu chuyện, của tôi thì các anh chị em có thể thấy rằng là
mục tiêu thực ra nó có một sức mạnh thần kỳ trong cuộc sống này. Nó giúp chúng ta biến những điều không thể thành có thể. Và chính bản thân tôi và các em của tôi ấy, nhờ tấm gương của bố mẹ mình, chính vì vậy mà chúng tôi luôn luôn sống khát khao và có mục tiêu trong cuộc sống. Do đó rằng là tôi muốn truyền tải một thông điệp tới tất cả các anh chị em trong phòng Zoom ở đây. Chúng ta hãy trở thành một người sống có mục tiêu. Để làm gì? Để truyền cảm hứng cho người khác. Nếu như các anh chị em là những người cha, người mẹ có mục tiêu, chắc chắn các con của chúng ta sẽ có mục tiêu. Và nếu như chúng ta là những người thầy, người cô có mục tiêu, thì những người học sinh thân yêu của mình cũng sẽ có mục tiêu. Bởi vì đó là tấm gương của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta không thể nói các con là các con phải như thế này, các con phải như thế kia. Nhưng từ hành động của chúng ta, từ tấm gương của chúng ta, chắc chắn nó sẽ cảm hóa, nó sẽ truyền tải tới người xung quanh của chúng ta. Đúng không ạ? Và đó chỉ là câu chuyện mà chính ở bản thân tôi, câu chuyện thật của bố mẹ tôi. Và tôi sẽ chia sẻ cho các bạn thêm nữa để chứng minh cho cả nhà thấy rằng mục tiêu vô cùng hữu ích trong cuộc sống này. Bây giờ đi ra thế giới, cả nhà có biết bạn này không ạ? Bạn này có tên là Derek Ngô và bạn ấy là một người Mỹ gốc Việt và bạn ấy sống vô gia cư rất là khổ sở. Bạn ấy mồ côi cha từ lúc 2 tuổi và mẹ của bạn ấy thì là nghiện ngập cờ bạc, chính vì vậy mà đi tù liên tục. Và anh chị em của bạn ấy phải theo mẹ đến bến sòng bạc và rất là đói khổ. Nhưng mà nhờ mục tiêu, chính vì vậy mà bạn ấy đã được tuyển chọn vào Đại học Harvard, là một trường đại học mà bất cứ ai đều biết rằng là rất danh tiếng, đúng không ạ? Và bạn ấy chia sẻ rằng là tôi nghĩ lúc nào mình cũng cần phải có mục tiêu. Cho dù mục tiêu này còn xa, nhưng một ngày nào đó nó sẽ thành hiện thực. Đó chính là tấm gương của Derek Ngô. Đây là ai? Cả nhà có biết không ạ? Cả nhà có biết không? Hãy comment nếu biết một người rất nổi tiếng này. Chính xác, đây là cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ông là một người rất quyền lực đúng không ạ? Bởi vì ông đã từng làm Tổng thống Mỹ. Và xin chia sẻ với cả nhà đó là gì? Khi mà ông 10 tuổi, ông đã xác lập một mục tiêu, đó là tôi sẽ trở thành Tổng thống Mỹ. Chỉ có 10 tuổi thôi cả nhà nhé. Đó là chỉ là một cậu bé thôi. Và xuất phát điểm của ông cũng không phải là gia đình quyền quý cao sang, chỉ là một gia đình bình thường thôi. Thì khi nghe ông tuyên bố rằng là tôi sẽ trở thành một Tổng thống Mỹ, thì tất cả mọi người đều cho rằng là cậu bé này là một cậu bé điên rồ. Và đây là một điều không tưởng. Nhưng thực tế đã chứng minh đó là gì? Năm 46 tuổi, ông đã trở thành Tổng thống Mỹ. Đúng không ạ? Vậy thì qua ba dẫn chứng trên, tôi có thể khẳng định với các bạn rằng mục tiêu thực sự rất kỳ diệu trong cuộc sống này. Nếu như chúng ta sống có mục tiêu, chúng ta có thể làm rất rất nhiều điều phi thường mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Đúng không ạ? Và đây sẽ là một minh chứng nữa cho các bạn để các bạn tin tưởng hoàn toàn vào mục tiêu. Đó là vào năm 1953 ở Đại học Yale nước Mỹ, họ mới tiến hành một cuộc khảo sát. Khảo sát tức là họ lấy ra một nhóm sinh viên đã tốt nghiệp trường đại học này và tương đương với nhau về mặt bằng cấp, tương đương với nhau về mặt ca gia đình, rồi văn hóa, tức là xuất phát điểm của họ tương đương nhau. Và họ đặt một câu hỏi là anh chị khi mà ra trường ấy, thì anh chị có mục tiêu gì hay không? Thế thì kết quả đó là gì? 27% trả lời đó là không có mục tiêu. Tôi không có mục tiêu gì cả. Thì 25 năm sau ấy, cuộc sống ở tầng thấp nhất của xã hội và không như họ mong muốn. Thế thì 60%, đó là một số rất lớn đúng không ạ? Thì mục tiêu mơ hồ. Có mục tiêu ấy nhưng nó mơ hồ, không thể gọi tên được. Thì là 25 năm sau, cuộc sống ở tầng trung hạ lưu của xã hội và thành tích không có gì nổi trội cả. 10% mục tiêu, có mục tiêu rõ ràng nhưng trong thời gian ngắn, thì kết quả đó là 25 năm sau
họ sống ở tầng trung thượng lưu của xã hội và trong các lĩnh vực đã đạt được những thành tựu rất đáng kể. Vậy thì còn 3%, 3% có mục tiêu rõ ràng và trong thời gian dài hạn, tức là trong cả cuộc đời ấy, thì họ đã trở thành những người tiên phong dẫn đầu trong các lĩnh vực. Vậy thì bây giờ các bạn qua cái cuộc khảo sát này, các bạn đã thấy rằng là mục tiêu có thực sự rất quan trọng trong cuộc đời này không ạ? Nếu thấy rất quan trọng, comment số 9. Rất quan trọng đúng không ạ? Rất rất quan trọng. Và chúng ta thấy rằng là qua cuộc khảo sát của Đại học Yale ở Mỹ ấy, chúng ta thấy một điều, rút ra một điều đó là gì? Muốn trở thành một người thành công ấy, muốn trở thành 3% ít ỏi ấy, thì chúng ta cần phải có mục tiêu như thế nào ạ? Không chỉ là mục tiêu ngắn hạn mà đó là một mục tiêu dài hạn, một mục tiêu trong cả cuộc đời của chúng ta đúng không ạ? Mục tiêu trong cả cuộc đời luôn. Vậy thì qua cái cuộc khảo sát này, qua cái việc trình bày của tôi, các bạn có thấy rằng là thầy Thái là một người có tấm lòng rất bao la và thầy có một chiến lược vô cùng sâu sắc và một tầm nhìn vô cùng xa không ạ? Thầy không chỉ định cho các anh chị em của chúng ta có cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng và bình an trong một khoảng thời gian ngắn nhẫn tịch đâu ạ, mà thầy xác định đó là cả cuộc đời. Bởi vì thầy đưa cho tôi cái chủ đề đó là thiết lập mục tiêu cuộc đời. Đúng không ạ? Chính vì vậy mà thầy đang mong muốn rằng là chúng ta sẽ trở thành 3%, 3% của những người đặc biệt. Chúng ta sẽ trở thành những người tiên phong dẫn đầu trong các lĩnh vực. Vậy khi tôi nói như thế này thì các bạn có thấy rằng là ôi cô nói nghe nó cao quá, làm sao mà có thể làm được nhỉ? Mọi người có cảm thấy hoang mang không ạ? Có cảm thấy hoang mang rằng là tôi không thể nào mà trở thành 3% không? Tôi không thể nào mà có thể nằm ở trong cái số 3% những cái người đặc biệt như này không? Mọi người có cảm thấy hoang mang không? Nếu cảm thấy hoang mang thì comment số 0. Còn nếu không ấy, thì comment số 7. Cảm ơn cả nhà. Người thì không cảm thấy hoang mang, rất là tự tin vào bản thân mình sẽ trở thành 3% đúng không ạ? Và người thì cảm thấy rằng là ôi cái điều này nó rất là cao xa vời, nó là viển vông với bản thân mình đúng không ạ? Vậy thì tôi có một cái hoạt động như thế này và tôi mong muốn rằng là cả nhà sẽ tham gia một cách nhiệt tình nhé, tham gia một cách nhiệt tình này và tất cả chúng ta hãy làm một cách nghiêm túc. Sau khi các bạn trải nghiệm cái bài tập này ấy, tôi sẽ tiết lộ cho các bạn một kết quả mà các bạn chắc chắn sẽ rất là bất ngờ. Vô cùng bất ngờ luôn. Vậy bây giờ, đầu tiên này, việc đầu tiên tôi muốn các bạn đứng dậy. Các bạn hãy đứng dậy nhé. Việc đầu tiên các bạn hãy đứng dậy ạ. Hãy đứng dậy. Và việc số 2 ấy, là các bạn hãy comment là nếu như tôi cho các bạn nhảy trong vòng 30 giây, 30 giây thì các bạn nghĩ rằng là mình sẽ nhảy được bao nhiêu cái? Hãy comment nhé. Hãy comment. Tôi sẽ comment đầu tiên nào. Rồi, nếu như cho các bạn nhảy trong vòng 30 giây thì các bạn sẽ nhảy được bao nhiêu cái? 15, 20, 15, 20, 60, rất rất nhiều đáp án. Rất rất nhiều đúng không ạ? Vậy thì bây giờ các bạn hãy làm điều đó. Hãy đứng dậy ạ. À. Bây giờ hãy đứng dậy. Hãy đứng dậy. Các bạn hãy đứng dậy. Và tôi sẽ bấm giờ cho các bạn nhé. Tôi sẽ bấm giờ cho các bạn. Và tôi sẽ bấm giờ cho các bạn trong vòng 30 giây. Nào, chuẩn bị nhá. Chuẩn bị nhá. Chuẩn bị này. Nhảy thật nhanh được không ạ? Nhảy thật nhanh, nhảy hết sức mình xem mình được bao nhiêu. Rồi, chuẩn bị này. Một, hai, ba, bắt đầu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vậy bây giờ cả nhà hãy comment đi. Trong vòng 30 giây, cả nhà nhảy được bao nhiêu cái? Nhảy được bao nhiêu cái? Ừ, con số cảm thấy rất là to so với ban đầu cả nhà comment đúng ạ? Chắc chắn luôn. Đó chính là điều mà tôi muốn nhắn gửi với tất cả mọi người, đó là gì? Nội lực của chúng ta, khả năng của chúng ta vô cùng lớn. Nó vô cùng lớn, con người bên trong của chúng ta vô cùng lớn. Chính vì vậy mà các anh chị em chúng ta hãy có niềm tin tuyệt đối vào bản thân mình. Đúng không? Đừng nghĩ mình, đừng hạn chế bản thân mình rằng là mình thấp kém lắm, mình không có làm được. Không phải đâu ạ. Nó không diễn ra như chúng ta nghĩ đâu ạ. Bởi vì nội lực của chúng ta vô cùng lớn. Đó, tôi đã chứng minh cho các bạn thấy đấy. Đúng không? Tôi đã chứng minh cho các bạn thấy đó. Chính vì vậy mà hãy tự tin vào khả năng của mình. Chỉ khi chúng ta mong muốn, chúng ta khát khao đủ lớn, chắc chắn mọi nguồn lực trong bản thân của chúng ta sẽ giúp chúng ta làm điều mà chúng ta mong muốn. Được không ạ? Vậy thì bây giờ tôi lại có một cái hoạt động tiếp. Tôi mong muốn các anh chị em là hãy comment giúp tôi từ tôi yêu bạn bằng tiếng Việt đi. Tôi yêu bạn. 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 Ok, các bạn viết rất dễ dàng đúng không ạ? Vậy bây giờ các bạn hãy viết cho tôi bằng chữ Hy Lạp cổ đại rằng tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn bằng tiếng Hy Lạp cổ đại nhé. Tiếng Hy Lạp cổ đại nhé. Tôi yêu bạn bằng tiếng Hy Lạp cổ đại. Các bạn có viết được không? Nhanh 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 comment nhanh. Tôi yêu bạn bằng tiếng Hy Lạp cổ đại. Tại sao các bạn không viết được? Tôi muốn các bạn suy nghĩ. Tôi muốn các bạn suy nghĩ tại sao khi chúng ta viết từ tôi yêu bạn bằng tiếng Việt rất dễ dàng, nhưng mà khi các bạn comment rằng là tôi yêu bạn bằng tiếng Hy Lạp thì các bạn không có viết được. Không có viết được. Vì sao vậy? Vì sao vậy? À, vì các bạn nói rằng là các bạn không biết, các bạn không có học. Đúng không ạ? Không biết, không học. Tức là chúng ta không có khái niệm, không có ý nghĩ, không có hành động, không có hình ảnh gì về Hy Lạp cổ đại hết. Đúng không ạ? Tức là trong đầu của chúng ta hoàn toàn không có tiếng Hy Lạp cổ đại. Như vậy mà chúng ta không thể nào mà viết ra được. Còn tiếng Việt của chúng ta thì trong đầu của chúng ta rất nhiều. Đúng không ạ? Chỉ cần tôi nói một cái thôi là các bạn có thể viết được rất là nhanh. Đúng không ạ? Do đó rằng là mục tiêu của chúng ta cũng như vậy. Mục tiêu của chúng ta cũng như vậy. Nếu như các bạn mong muốn có một điều gì đó, khát khao một điều gì đó trong cuộc đời này ấy, thì việc đầu tiên là các bạn phải làm cho nó xuất hiện ở trong đầu. Còn nếu chúng ta mà không dám khát khao, không dám làm cho nó xuất hiện ở trong đầu mình ấy, thì chắc chắn rằng là nó cũng không thể nào có ở trên tay và có được ngoài đời thực của mình được. Đúng không ạ? Đó chính là điều mà tôi muốn nhắn gửi tới anh chị em chúng mình. Đó, những cái gì có ở trong đầu thì chắc chắn có ở trong tay. Đúng không ạ? Vậy thì có một bài tập dành cho các anh chị em của chúng mình. Đó là ước mơ cuộc đời của bạn là gì? Ước mơ cuộc đời của bạn là gì? Tại sao tôi cho các anh chị em làm bài tập này? Bởi vì nhiệm vụ của thầy Thái đó là chúng ta phải bình an, hạnh phúc và thịnh vượng trong cả một cuộc đời. Do đó rằng là chúng ta cần phải tìm ra ước mơ cuộc đời của mình là gì? Đúng không ạ? Ước mơ cuộc đời của mình là gì? Các bạn có khó để xác định rằng là trong cuộc đời này mình ước mơ gì đúng không ạ? Có khó không ạ? Các bạn có thấy khó không? Các bạn có thấy khó không? Tôi sẽ gợi ý cho các bạn nhé.
Tôi sẽ gợi ý cho các bạn làm thế nào để có thể xác định được ước mơ cuộc đời của mình. Đầu tiên, cái ước mơ đó nó phải xuất phát từ trái tim của chúng ta. Bởi vì chúng ta cần phải xuất phát từ trái tim thì mới có cảm xúc. Khi chúng ta có ước mơ xuất phát từ trái tim ấy, nó giống như một ngọn lửa mà nó sẽ sưởi ấm bản thân của chúng ta. Và khi mà chúng ta gặp khó khăn ấy, trên đường đời, chắc chắn giấc mơ đó nó sẽ giống như ngọn lửa giúp chúng ta vượt qua được khó khăn. Bởi vì không có một ước mơ nào mà có thể dễ dàng đạt được các bạn ạ, đặc biệt là ước mơ cuộc đời là một ước mơ rất lớn, đúng không ạ? Sau đó rằng là nó sẽ gặp rất nhiều trở ngại, rất nhiều khó khăn, nên giấc mơ đó phải xuất phát từ trái tim. Chỉ khi xuất phát từ trái tim có cảm xúc, nó mới giúp cho chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn, đúng không? Vậy thì các bạn hãy thử suy nghĩ giấc mơ cuộc đời của mình là gì. Khi mà nói đến cái giấc mơ đó thì mình cảm thấy rung động, mình cảm thấy rất là rung động. Và cho dù chúng ta nghĩ rằng là khó khăn như thế nào ấy thì chúng ta cũng không từ bỏ, và khó khăn như thế nào ấy chúng ta cũng sẽ vượt qua được. Chỉ khi như vậy, cảm xúc của chúng ta thăng hoa như vậy thì đấy chính là giấc mơ cuộc đời của chúng ta. Giống như câu chuyện của thầy Thái ấy, thầy có một giấc mơ rất lớn, đó là 22 năm để xây dựng những ngôi trường thành nhân giúp cho các thầy cô giáo có cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng và bình an, giúp cho các trẻ em được sống và học tập thấm đẫm trong tình yêu thương. Đó là giấc mơ 22 năm, đúng không ạ? Đó là một giấc mơ cực lớn và là một ước mơ cuộc đời của thầy, đúng không ạ? Rồi, tôi đã nhìn thấy các bạn đã comment comment rất rất nhiều ước mơ cuộc đời của các bạn, đúng không ạ? Rất rất nhiều. Và tôi sẽ chia sẻ với các bạn làm như thế nào để các bạn hiện thực hóa giấc mơ này của các bạn. Bởi vì là tôi xin chia sẻ là chỉ khi nào chúng ta tìm được cái ước mơ cuộc đời của chúng ta mà chúng ta sẽ dùng mọi nguồn lực của mình để mình mong muốn đạt nó, thì chúng ta mới có thể thỏa mãn với cuộc đời này. Chúng ta mới có thể cảm giác là hạnh phúc, bình an và thịnh vượng được. Còn nếu như mà chúng ta giàu đó, chúng ta nhiều tiền đấy, nhưng nếu như chúng ta chưa thực hiện được đúng sứ mệnh của mình, đúng ước mơ của mình ấy, thì chắc chắn chúng ta cũng không thể nào có cảm giác, có cảm xúc bình an, hạnh phúc và thịnh vượng đâu ạ. Đó là điều chắc chắn. Bởi vì giống như thầy Thái, tại sao mà thầy đã trở thành một doanh nhân rất giàu có, nhưng thầy cuối cùng lại vẫn quay về với giáo dục và mong muốn rằng là sẽ xây dựng ra rất nhiều ngôi trường hạnh phúc, đúng không ạ? Đó chính là giấc mơ cuộc đời của thầy. Chỉ khi thầy thực hiện được cái giấc mơ này thì thầy mới cảm thấy rằng là à, mình đã thực hiện đúng sứ mệnh, mình bình an, hạnh phúc và thịnh vượng, đúng không? Hay chính như bản thân của tôi, tại sao mà tôi đi kinh doanh, tôi cũng kiếm ra nhiều tiền, nhưng tại sao tôi vẫn quay về với giáo dục? Bởi vì đó mới thực sự là ước mơ cuộc đời của tôi. Vậy thì các anh chị em, chúng ta hãy thử suy nghĩ xem giấc mơ cuộc đời của chúng ta là gì? Giấc mơ cuộc đời của chúng ta là gì? Chúng ta phải luôn đau đáu với nó, ám ảnh với nó. Chỉ khi nào các bạn tìm ra được giấc mơ cuộc đời của mình ý, thì chúng ta mới có một cuộc sống thực sự ý nghĩa trong cuộc đời này. Được không ạ?